nhân chuyến thăm chính thức của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tới thành phố Thượng Hải, hãng hàng không Vietjet đã mở đường bay thẳng kết nối hai trung tâm kinh tế văn hóa hàng đầu của hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Nhân chuyến thăm chính thức của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tới thành phố Thượng Hải, hãng hàng không Vietjet đã mở đường bay thẳng kết nối hai trung tâm kinh tế văn hóa hàng đầu của hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Đường bay Thượng Hải Thành phố Hồ Chí Minh của Vietjet sẽ bắt đầu khai thác từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần, mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển các sản phẩm dịch vụ cao cấp, kết nối giao thương, thu hút đầu tư. Với chỉ hơn 4 giờ bay cho mỗi chặng, các chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách, doanh nhân Thượng Hải và Thành phố Hồ Chí Minh với thời gian thuận tiện, giá vé tốt. Chào mừng sự kiện ý nghĩa này, Vietjet mở chiến dịch khuyến mại lớn với giá vé siêu ưu đãi dành cho khách hàng tới hai thành phố. Đường bay Thượng Hải Thành phố Hồ Chí Minh khai trương hướng tới dịp hai nước Việt Nam Trung Quốc kỷ niệm 74 năm quan hệ ngoại giao 1950-2024 và 30 năm quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố 1994-2024. Được chờ đợi sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong phát triển hơn nữa quan hệ thương mại, văn hóa, giáo dục, giao lưu giữa hai thành phố, hai đất nước, hai dân tộc.